là cái tại cái thời điểm mà người ta xác định cái hợp đồng, mà người ta xác nhận cái offer ấy, có thể có trường hợp là đã giao kết hợp đồng, và cũng có thể có trường hợp là không phải giao kết hợp đồng mà đến khi ký hợp đồng chính thức thì mới là giao kết hợp đồng nhá. Nó sẽ có các trường hợp như thế và các bạn phải lưu ý trường hợp nào là trường hợp mà người ta công nhận việc là chỉ cần chấp nhận offer là đã là giao kết hợp đồng rồi. Trường hợp nào các bạn? Có làm việc và chịu sự cố. Nhiều trường hợp là chưa làm việc cơ, mà người ta vẫn xác định được là hợp đồng lao động đã ký, mặc dù là chưa ký mà hợp đồng lao động đã giao kết và đã có hiệu lực. Cái thư mà mời làm việc mà nó đầy đủ các cái nội dung như là để người ta thực hiện một cái hợp đồng về hợp đồng lao động thì chắc chắn chỉ cần những người lao động đề xuất là đồng thuận với cái offer đó thì đã là một cái giao kết rồi. Lưu ý nhá, và mình là pháp chế mà mình sẽ tư vấn cho bộ phận nhân sự là không được để xảy ra cái trường hợp đấy nhá. Tại vì đã có những cái trường hợp mà kiện trên liên đoàn lao động cũng như là ở các tòa rồi thì offer cho những người rất là gọi là senior, rất là cao cấp, những nhân sự rất là cao cấp, và họ đã kiện thắng được những cái vụ mà chỉ cần mình có offer thôi đã là giao kết hợp đồng rồi. Bởi vì sau đấy là mình hủy đúng không, mình hủy offer mà rõ ràng người ta đã chấm dứt ở cái công ty cũ rồi, tự dưng lại không nhận cho công ty mới đó, thì đã làm cái việc là giao kết hợp đồng mà gây ảnh hưởng đến người ta thì người ta đòi bồi thường thiệt hại. Trong những cái case đấy là người ta đã thành công, người lao động gọi là ứng viên đúng không, trong trường hợp này còn chưa lao động cơ. Còn đương nhiên là cái trường hợp các bạn nói cũng rất là chính xác, là trường hợp mà sau đấy thì không có hợp đồng lao động ký kết mà người lao động lại thực tế làm việc thì người ta cũng công nhận đấy là việc mà đã giao kết hợp đồng lao động.